Bây giờ là 4:33 sáng. Mình bắt đầu đi di chuyển đi đón mấy anh em. Mình sẽ có chuyến đi Hạ Long. Đi đón mấy anh em chờ từ hôm. Đồng chí thứ hai nhá, Huy Hoàng. Bây giờ mình sẽ đón đi đón đồng chí thứ ba nhá. Đón được người thứ ba nhá, tổng cộng 3 anh em. Anh em từ từ. Rồi, xuống một phút cho thằng em. Ok, đón được người thứ tư rồi nhá. Bốn anh em. Càng ngày càng đông người lên. Đây mình đi đón thêm 30 người nữa. Ok nhá, hoàn thành công cuộc đón người năm. Bây giờ anh em mình bắt đầu di chuyển nhá các bạn. Năm anh em. Đấy. Cái giá là việc phải dậy sớm đấy anh em ạ. Món là như này đây. Okay, anh em bây giờ mình sẽ đi ăn sáng với anh em nhá. Mấy anh em trông chất thật. Em ăn bắt đầu bắt không này. Em ăn gì? Ăn bữa hành thôi. Thêm một lọc sườn mộc. Mấy anh em đang ăn sáng ở Lục Bình. Ăn sáng phải ăn mưa đi, ăn mưa đi. Mấy em không ăn được nóng anh ạ. Ăn tỏi như một kẹo nha, một kẹo muối à. Em sợ. Cái bánh bò. Má ơi. Em mình ăn xong nhá, bây giờ đến tiếp mục. Thuốc lào. Thuốc lào. Cái lửa nữa này. Nó gọi là số 1 dùng nước các kiểu xong xuôi. Bây giờ thì mấy anh em hãy quyết định dừng hành trình tại đây đi về. Mấy anh em nhé, hẹn anh em ở video tiếp theo. Ok. Bây mưa bơ. Ui, đang đi gặp cảnh chiều đét. Sương mù dày đặc luôn. Đi gặp cảnh đẹp lắm anh em ạ. Rất đẹp mà. Ôi quả đường à. Anh đi Đắk Lắk. Đang đi gặp trận mưa luôn mà anh em ạ. Đấy, mưa thì nó phải gọi là bây giờ anh em mình chuẩn bị vào trạm thu phí để đi Hạ Long nhá. Đến Hạ Long rồi anh em nhá. Ok luôn. Mấy anh em này vừa ngủ một giấc rất là chill. Mấy anh em đang đi lượn lờ. Chả biết đi đâu nữa nhỉ, cảnh đẹp lắm. Chiều đẹp anh em. Bây giờ mình chuẩn bị xuống quán cà phê ngồi tìm chỗ ô tô các kiểu. Và mình vừa đỗ xe xong bây giờ đi ngồi uống cà phê. Thấy được chưa? Ok rồi anh ơi. Nhào cảm nhận. Về nhà mình. Ngủ từ đâu đến cuối cà phê. Hai em đang bước vào quán cà phê. Thế em ngồi gọi nước rồi. Mình lên mình chỉ uống thôi. Wow, view cà phê. Thế phòng chọn nước đầu tiên nhỉ? 5 cốc độc lá nhỉ? Hợp lý nhỉ? Mệt không khởi? Có. Cho mình một dưa lưới nhá. Đang nói sợ ăn linh tinh. Em cũng một dưa lưới ạ. Hai dưa lưới. Mời bắt trước anh ạ. À?
Không, em thấy ngon. Không, em không gọi rửa đâu. Một sữa chua xoài. Thôi anh đi cùng. Đi vệ sinh phát các bạn. Cho anh em xem view từ trên cao. Anh em di chuyển. Di chuyển lên chỗ ảnh nữa. Ủi sao thế, che nóng ấy. Mà nắng lấy đâu, lên mẹ đây ngồi đi. Không nắng ấy. Nắng ấy em ạ. Nắng lên đi chụp ảnh thôi. Ông về trên đây. Đẹp lấy không? Đẹp mà. Không, em nhìn em đẹp. Cắt treo. Anh nhớ về anh cầm máy xem giờ về đây. Vào rồi anh em ơi. Mẹ ăn theo được em. Em Hoàng chụp ảnh vẫn chưa thấy Hưng, mặt hơi buồn tí. Anh đừng quay đầu lại. Hả? Đây anh khóa đây. Đây anh em đỗ xe ở đây không này. Quay vào quán bia. Ngồi xem mấy anh em này bán em ạ. Kinh lắm. Nào chừng tôi với em Quân là ngồi xem mấy anh em này bán thôi. Mấy anh em này kiểu áo trình mấy anh em rồi. Nên là thôi ghế vừa anh em cho các anh em bán. Đây là người biết nói gì rồi. Bán được bán thứ 14 rồi. Bây giờ thì mấy anh em đi ăn thôi. Đây đang bán vào khoảng thế thôi nhá. Úi xồi ôi. Sau bán thứ 14 thì đây là quả cuối cùng vâng. Ôi, ít. Anh quán tiền nó té rồi. Đi. Ui, tìm một chỗ ăn rồi anh em ơi. Cơm nó vẫn là chân lái thôi. Có phong lạnh đây. Có cơm. Ok, anh em sẽ điện cơm các bạn. Chân lái được rồi. Cả em thì có mỗi một người ăn bún. Trông rất là ngon. Còn mấy anh em mình thì ăn cơm, anh em phải có. Người múc canh. Oh. Đây quá. Ui, tao bọn mình ở nhá. Mình ở tòa nhé. Ui, mi sể. Anh quá rồi. Yên tâm. Nếu thể thay đổi thế tiết chỗ nào? Có cái Vinmart này. Có cái tạp hóa nào khác ngoài Vinmart không? Tìm vào nhà vệ sinh rồi anh em về. Go, go, go. Nhà vệ sinh trước. Siêu thị CKMA. Mình ở tầng 20. Bia. Rồi, mình đang vào. Quá nhá. Đi tìm luôn. Bia này, hoa quả này. Kính này. Em cái này. Được không? Đeo quả kính này được không? Để anh sẽ gọi anh ấy. Một loại mì chọn là gì? Có chi ạ? 4, 5, 5 người 7 gói. Ừ, 7 gói. Ăn không phải bút nước không anh ạ? 5 người mỗi người 1 gói. Ăn không phải tiền. Đi. Ừ, 3 gói. 2 gói thôi, 3 gói căng quá. Không, người béo, bé tí, 2 gói. Đây là cháu có ăn ở đó mấy, có ăn thêm mỗi muộn thôi. Làm cái này nhé. Ui ôi, không được chơi rồi. Đấy là khỏi đi ăn ở ngoài luôn. Vì đang làm nhân mình, tìm công việc cũng đã rõ ràng nó xuống cho mình phải phát thế. Thế ăn, thế ăn đá với cả. Thế đá ăn, thế ăn bia uống, ăn mì uống bia. Anh uống bia anh cũng chả là uống mì chậm đi, đéo biết nào. Em không chọn gì à? Em chọn gì ở à? Đây này. Thôi tối em đây. Đây. Thôi xem hai cái này. Có nói nhỉ. Em màu gì? Lại trong số xong rồi mấy anh em chuẩn bị đi tắm nắng.
Ôi, ở đây có quán bia này. Ai trưởng? Đây, quán bia này. Thôi anh. Hả? Ờ. Ở đây có phòng gym không chị? Đi tập gym luôn. Xong chưa? Xong rồi. Bia bàn giao và anh em mới mua đồ với kiểu xong về đang đợi trên ô tô để ông chủ con cây gọi, đang đợi rất là lâu không hài lòng đâu nha. Chế đấy anh em chuẩn bị giờ, anh em mình bây giờ bắt đầu di chuyển lấy đồ xuống xe rồi lên phòng nhá. Thật là VTP. Phát biểu cảm nghĩ của em khi đứng ở dưới thời tiết nóng 45 độ đi. Em thấy lạnh quá. Đây rồi, ông anh đến đón bọn mình đây rồi. Đây bọn mình sẽ đi lên phòng nhá. Đi chuyển cho anh em. Hello anh. Đây lên tranh nhau vệ sinh thôi. Ok. Ơ thế à, cứ lên thoải mái không cần phải chứng tờ gì anh. Đúng rồi. Tầng 21 ạ. Ừ. 26. Được kìa. Không em. Làm gì ấy cả. Em cho anh con phòng. Thế à. Lớn tiền rồi. Wow. Tình hình anh em dọn dẹp được 50%. Giờ em Quân chắc ngồi xem Netflix and chill. À, xem mấy kiểu gì. Anh em ngồi nghe nhạc. Ôi anh ơi, không em kéo xem luôn mà. Đúng rồi. Kéo xem mà chịu nhở. Kéo xem. Đúng không luôn. Sống trong bóng tối. Mấy anh em vừa ngủ dậy xong. Giờ đang đến tiết mục lắc xí ngầu. Lắc xí ngầu từ Lạng Sơn đi. Dã man thật. Dưới em ạ. Chúng em mình bật quả nhạc của nét xong rồi đi ra ngoài với thả bình yêu. Hảo. Em thống nhất đi ăn gì đây? Một menu ăn à. Bây giờ bọn mình bắt đầu chọn đồ đi ăn. Đồ ăn mới. Khả năng là tôm hùm hải sản này kiểu rồi. Dẹ 45 cân. Anh chỉ có 3 chỉ trang cơm trang này. Ôi, anh... à, có chứ. Để ăn cơm với anh. Căng với em ăn cơm, ăn cái để uống rượu hợp lý ấy. Không chứ, không phải để mà ăn hải sản thật tí như kiểu hàu hú kiểu uống bia thôi. Thế thì đêm tầm 9-10 giờ anh em phải tìm cái chỗ mà bán cái gì đồ. Có, cái anh thấy cái hàu 5k kia ăn có vẻ hợp lý ấy. Anh em mua về nhà em ngồi. Hàu sống, có ai hàu sống, em ăn hàu. Vâng, vâng. Đây em đang xem menu ấy, xong rồi em chú đứng là những cái đồ đấy nhà mình.
Vâng, cũng tầm 6 người này rồi anh, 5-6 người. Ta đơn giản, 6 người chúng ta làm, anh đảm bảo quân đồ hết nhanh, 10 phút đến 15 phút quân đồ hết rồi cho chú mà. Vâng. Bọn em mình mang rượu đi, có tính phí gì không anh? Không, nhà anh không có tính một cái gì đi qua, cả là chú đồ thì anh đảm bảo miễn phí luôn. Vâng, vâng. Ê, vâng, ôi bọn em cứ đi chơi về không, bọn em ra cũng được ạ. Chúng ta đi chơi và chúng ta đi quần đồ, 10 phút là quần đồ mà nó không lâu đâu. Vâng, vâng. Quần đồ mình làm được hết mà, nhá. Ok. Ok, bây giờ mấy anh em mình sẽ nói chuyện qua biển đó. Go, 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 go. Anh em thôi. Chào bác. Đi đâu nào? Đi ngon ạ. Chào con đi ngon ạ. Anh cậu lâu cho nào. Đi nào. Bây giờ tiếp tục là chương trình 1. Chúng mình sẽ đi ra bãi biển Marina Maria gì đó. Nó A Long cả được bộ A Long rất là đẹp. Nói chung là cũng ok. Ăn từ cái tháng. Anh em đi về phía mặt trời à? Anh em đi về phía mặt trời. Rồi để mà bóc lại đi. Xuống thôi anh em này. Ôi hơi chán chê, anh em mình quyết định đi review bãi biển ở Hạ Long nhá. Từ từ, chậm chậm thôi Quân. Xong lúc nào anh em quyết định đi review chưa đông lắm rồi. Đúng rồi, mặt trời. Đi theo hướng mặt trời. Ui cái gì anh? Đi theo hướng mặt trời. Đây có súp súng nó kiểu hay nhở, nhìn chơi lên sướng. Hảo, tài trợ cho chương trình này. Cần gì nữa, cần tí nữa. Đứng ở góc này này. Tao. Mà tao đấy. Cười lên nào. Không biết. Cười chơi. Hai hoa. Tí về cắt cái nhau ấy. Gì đấy? Nói chuyện đi. Chưa có câu chuyện gì. Bãi biển này gọi là đẹp. Chúng ta gì phết đấy cũng thử luôn không? Ngon. Giá phát của ấy xem nhé. Bay đấy nhỉ? Ừ, xung quanh, nhá. Biển nó chỉ như này thôi nhá. Giặt quần áo anh. Để bơi. Hả? Để anh giặt quần áo đây luôn. Sau bên này có một khu rất là hoang vắng. Nhà ra thành căn lớn quá. Em thấy quần anh. Ôi.
rồi. Làm gì đấy? Anh em đi rửa ít cát. Hai đi bộ một quãng đường khá xa em ạ. Người ướt quá, taxi người ta không chịu trở về. Thế là cũng phải thương thụ luôn. Ồ, anh em về đến siêu thị của tòa nhà rồi. Bây giờ mua tặng cái bánh đấy. Ướt rồi, để ăn. Đấy, em bảo. Yo, bây giờ anh em tôi tắm rửa. Đi biển tắm rửa xong rồi chuẩn bị đi ăn nhá. Cảm ơn anh nhá. Ok anh em ơi, xuống xe rồi. Giờ anh em mình sẽ đi ăn. Tỉnh, phải quán này không? Em đi phải. Ờ à, đúng rồi. Anh em ngồi bàn ngoài nhỉ? Không. Thế rồi, quán mình sẽ ăn ở đây nhá. Đây anh em ơi, nước lọc. Mà thích nước lọc uống. Nước lọc uống. Anh em đi uống nước lọc thôi. Nước lọc thôi. Vào trong đi. Thế như là đến Hạ Long lúc nào cũng quỳnh 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 như hay sao ấy nhở? Nó hết cả đầu rồi. Thế nào phải làm mấy ly cho nó tỉnh táo thôi. Ăn được nửa bữa mới nhớ quay. Xuống biển nhưng mà toàn ăn đồ ở trên núi thôi. Gọi bà nhà nó. Nhất Phong Phỉ chắc chiều anh ngủ được tầm 1 tiếng thôi phải không? 2 tiếng. Một lần ăn rồi. Anh mua con. Sao anh em ạ? Mình em chơi đắc xí ngầu. Anh mua con. Gọi là Giang A Phê Phê A Giang luôn. Phê bọn mình ăn xong nha. Bữa này nói chung mà hôm nay thằng em tôi nó trúng lô. Mà tôi đã bảo đi với tôi kiểu gì trúng lô nha. Hôm nay khỏi nhìn mặt anh ý nhỉ. Rồi. Như nào phải nói 10 năm nữa xem lại video này vợ con thì có vấn đề luôn. Sau khi ăn xong thì mấy em ra ngoài đi chơi. Bây giờ đang không biết di chuyển bằng phương tiện gì. Uống rượu vào rồi thì hơi tê tê. Nên là đi xe đạp. Hay là đi xe đạp đi nhỉ? Điều thì mẹ khó bảo ra ghép xe không? Ấy mấy thằng gì không? Không ghép mấy con anh. Anh nói xe đạp theo. Thế thuê cái xe bao nhiêu tiền ạ? Xe này anh ạ. 200.000 em đi thoải mái luôn. 200.000 nhưng mà mai em giả đúng không anh? Đi thoải mái đi trước 12 giờ. Ôi, bọn em đang định mai lấy căn cước à hay là gì? Anh giữ lại căn cước. Vâng, thôi. Bây anh em cứ đi bộ kia một tí. Đi xe mà đi bộ đi cầm bộ đi bộ đúng không? Đi được thoải mái rồi. Tất cả em đi vào được bộ đi bộ mà. Đi xe đi. Vâng vâng, tí em phải mang lại giả. Thôi, cái khả năng là khả năng bật ở bờ thuê xe ông cường anh ạ. Nếu mình đi ăn kia bắt kia các thứ hệ khả năng thuê xe được ấy. Em phải đi bộ anh nhau. Mỏi, hơi mỏi anh em mình bơ say. Nhà bây giờ không, Hoàng ơi, khả năng em chơi xe đạp lần lờ đi em. Mua nhà xe trong Vipper này. Đi bộ mình mua. Đi bộ xuống kia có mà. Nhưng mà anh ấy bảo là đi xe này vào được mà. Mà đi cùng anh. Anh em cứ đi bộ lang thang kia, lang thang kia có mà anh. Tại mày đi bộ, anh sợ anh hiểu mẹ ốc con mắt. Tại mày đi bộ qua á, thằng nào thì mẹ bọn em phải bảo vệ anh nhá. Lấy đồ ngay. Đâu, phải đâu rồi, chậm mẹ. Chứ mà mấy chỗ này thì mình cúp cho bà được rồi. Cái gì? Phải đi từ nhắn tin thôi. Anh mắt được em gì không? Em mà nói em không là ai. Mày đi quay. Em chuẩn bị gặp quay người ta giơ tay rồi anh. Chuẩn bị gặp cái đoàn phố mi thứ hai. Có phố mi thứ hai, không thấy bọn mình rồi. Chúng cao nhất à? Cái này không bị. 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 Cái
Ờ chị ơi, ấy có mặt lá gì không nhỉ? À, chị có đủ điên lắm. Chị nói mà chứ kia thấy mấy bạn ấy bảo chiếc khấu 5% đến 10%. Đưa đi, cách đảo đơn nhé. Ở dưới kia các bạn bảo vào review cho các bạn ấy không được khoảng 5% ấy. Đảo luôn. 5%. Đảo luôn. Được không? Đây là quán kem đảo dừa cơ sở thứ 1.2 nhá. Sữa chua Trân Châu Hạ Long. Em mình hôm nay mùa 1 chúng vô mà 850. Chưa thấy yếu cái gì anh em ạ. Bình 5 cân đấy hả? Bạn này nhân cắt anh ạ. Không khẩn đâu ấy. Mấy anh em về rồi. Nghỉ ngơi. Về nhà rồi anh em ơi. Bây giờ tôi tắm phát rồi. Mấy anh em tôi sẽ bắt đầu uống bia. Xong rồi đi tiêu diêu rồi. Muộn. Anh em mình về phòng nhá. Sau khi mua tạp hóa thì đây. Đây là thành quả. Ấy, ôi, như độ Messi luôn nhỉ. Đi, có mẹ nghe anh em quay. 4 giờ sáng mấy em vẫn tôi vẫn ngồi. Nó dù là sai. Chúng là Little Zio ấy. Một thùng. Có chua không? Rồi anh em. Chua ơi, bỏ tôi nhậu đến đây luôn nhá. Đến bây giờ là có bố anh em thì xin phép nghỉ thôi. Bye bye anh em mình gặp nhau nhá. Bye. Đói quá không ngủ được. Tôi Nghĩa với cả Phong đi ăn đêm đây. Bây giờ ba anh em mình sẽ đi ăn đêm. Tôi quá, cái này sáng sáng này. Thế quyết định là không ngủ anh em ạ. Cơn đói vẫn đang đến. Mấy anh em tôi lại đi ăn đêm. Trải nghiệm muốn đi. Ăn đêm anh ạ. Nhìn cho ăn gần đây. Thế ở đâu anh, em có nào gần. Em vừa ăn vừa nhậu gì. Vâng ạ. Sao bè sao. Mình đặt một chỗ nhưng mà anh taxi đưa mình đến một chỗ thì con thì mình sẽ thử vào đây xem. Nhà hàng Thiên An. Phở thịt nướng. Phở thịt nướng. Wow. Gần nhiều hơn. Dã man. Gần nhiều hơn anh em ơi. Ba em tôi lang thang đây mà. Gần nhiều hơn. Thịt nướng này cũng kiểu giống thịt nướng ở đúng không? Ở miền núi. Thử ăn phát nhá. Quá quá ok. Cứ thực luôn mày. Em tém rồi. Em luôn em kém cái đồ. Em nhớ ngon luôn. Thế luôn. Đi ăn đêm về. Phê nhá. Rồi anh em, buổi sáng thứ hai thức dậy, bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu di chuyển đi ăn sáng nhá. Ôi, qua uống nước người. Bây giờ cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Qua chung cà phê. Phê qua. Phê qua mà. Phê qua trời. Ui, trời đang dâm phát nắng luôn được mà. Cách nhở. Xong rồi đâu thì anh em mình đã chọn quán ăn là bún cù kỳ Hạ Long. Ui gió to quá, chuẩn bị mưa mọi người ạ. Hôm nay lại là một ngày mưa. Chơi không chịu, còn chuyện thì không phải. Sau này là không chịu. Nó như kiểu bún hải sản, cho mình á. Đến. Chẳng có nhau, tanh tanh không có việc. Đẹp, đẹp. Ôi vừa đổ xe xong em ơi. Trời ơi. Đi uống cà phê. Mắt. Đây là sao rồi. Sau khi một hồi chờ lâu thì anh em mình quyết định đi quán khác. Tại vì nóng quá không chịu được em ạ. Có đây có điều hòa. Đây phải đi kiểm toán điều hòa không?
giờ cũng gọi rồi. Mình đóng chưa rồi. Không có điều hòa là dễ đi nhá. Chê. Bọn mình sẽ đổi sang quán mới nhá, quán này cũng có vẻ ok phết. Máy đây, quán này có điều hòa. Một ở nước thì bây giờ quán đông quá, mình vẫn cứ đi ngồi. Mình đợi một tí rồi chiều tầm giữa 2 giờ mình sẽ chuẩn bị uống nước. Gì đâu. Mấy anh em ăn cà phá. Không có gì hết. Ok anh em, bây giờ anh em mình lại di chuyển đi ăn trưa. Nói nó các bạn ạ. Sau khi xem review thì đi ở giá hết ba. Sau khi xem review thì mình sẽ đi ăn mình phần chả bụng. Em nói nó khó tuyệt. Đến được. Đồ ăn ra rồi. Đây là một suất bánh cuốn cẩm cá. Không đồng ăn nữa đây thì... Ngon à? Không ngon ăn được. Ngon à? Anh em đánh chén xong xuôi, bây giờ anh em lại về xây nghỉ ngơi. Rồi tầm giữa 2 giờ anh em sẽ đi săn cua. Vẫn là câu chuyện cua nhỉ? Nhà quán này này ăn ngon đấy. Ăn bậy. Thấy uy tín đấy. Uầy, mấy anh em vừa đi chơi săn cua về. Giờ cũng muộn rồi, mình đang rửa xe. Bây giờ mình sẽ đi xuống xuống bên kia, xem mình rửa ngay kia luôn. Ôi, xem mình còn chưa rửa cơ. Anh em đang đi xe, xe đang rửa ngay kia thôi. Đường Hạ Long. Sáng giờ chiều. Anh em ơi, mình xử lấy xe rồi. Sạc keng luôn. Chủ lấy xe, làm mình ngay sau. Mấy em tôi bắt đầu di chuyển đi ăn thì sao bảo tôi sẽ đi sang bên Hòn Cai và ở dân bản địa xem là có cái gì thì ngon ngon của em. Buổi tối ở Hạ Long đẹp lung linh các bạn ạ. Lung linh sau có phòng gym này, nhưng hôm nay bận quá không tập được. Tối nay tối cuối cùng ở Hạ Long rồi nên là ABC mình lựa chọn hôm nay sẽ là hàu nướng 5k. Đông người cơ mà. Đông xe hết bàn rồi. Hết bàn rồi. Ôi anh em ơi, đồ ăn ra rồi. Đồ ăn ra rồi này. Thì có loại hàu nướng 5k. Anh em ăn đi. Không còn kia đâu ấy. Chạy gần đối. Ngon lắm em. Ngon này. Xả đây. Cái này đi. Cái này cho ngắt. Cái này. 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 Cái bây giờ Hạ Long có gì chơi, bây giờ đi tìm chỗ chơi. Mình sẽ đi Vincom Hạ Long trước, xong rồi có gì qua ngó vắt cái bảo tàng Quảng Ninh. Bây giờ Vincom Quảng Ninh không thấy có gì lắm. Ôi, tự đi đổ xe một mình các bạn ạ. Bê vào trong quán thì ngon luôn.
Đây mình em đang ở chỗ đờ nước, đợi mình vào đây gọi nước đã. Mình từng bậc một. Gọi nước chưa? Thế đến lúc gọi nước rồi. Vâng. 80.000 một người các bạn ạ. Thì vào sẽ được chọn nước. Chung mà cũng ok. Phong cảnh nên thơ hữu tình. Rộng lắm. Kiểu đầy chỗ ngồi luôn ấy. Có cả hoa cẩm tú cầu trên mẫu sơn này. Ok, có nước rồi anh em ơi. Bây giờ bắt đầu đi chọn chỗ để ngồi. Khá, anh em mình đi lượn lờ vào ngồi hãng ngồi nhở. Bắt đầu chuyến hành trình thôi. Đi hết mọi nơi. Hơi tối quá nhở. Ách xuống ngó thôi. Xuống quay. Đúng nhắc mà. Ở đây mẹ quả xích đu luôn em. Để ngồi quay xích cho anh luôn. Gì anh? Mấy em đi lang thang vẫn đang ở phía dưới thôi, còn phía bên trên nữa. Không dẫm xuống vườn, ok. Không dẫm xuống vườn, phí 100k vườn. Nói chung mà ước mơ cũng quán cà phê này cũng tiêu diêu đấy. Ui, có chỗ độ ngồi tiếp củi chiếu đô kiểu luôn mà. Ui, trên này sao mà tao có thể được mở được cái quán cà phê to thế nhở? Tại một cái chiếc đu nữa. Đây có sân luôn. Không phải là sân pickleball nhở? Chung mà lên đây để mà lên đây ngồi uống nước thì đúng là không thiếu chỗ luôn đấy. Dã man có thể ra vẫn vào rộng nữa luôn. Đây vào cho em. Mỗi một bàn một cốc lại có một cái quả. Ở đây khu vực có ghế tựa này. Ui con gì? Ngồi có ghế tựa. Ngồi có bạn gì? Mình sẽ bảo mấy em lên chỗ anh ngồi. Tại vì có ghế tựa. Nhất một vòng rồi. Quán cà phê nó thế thôi. Ngày thứ hai ở Hạ Long. Lượn lờ thành phố. Rồi thì quán cà phê này thì anh em mình mua đồ rồi xong thì nữa về phòng thì nhậu nhẹt một bữa thế là chắc là xong rồi, cũng không làm gì nữa rồi. Trước khi dọn nước ra thì đi vệ sinh. Đây có nước ở trong nhà. Thì nào cũng trong nhà. Rồi, đúng là đủ quá đi thôi. Phòng nội bộ toilet bị cái cửa bị mất đóng cửa đúng không? Cái phòng nội bộ. Cái phòng bị mất đóng cửa đúng không? Thì khóa không vào được. À thế cũng. Phòng sau cái nhà này vẫn có một cái. Vâng, đúng không? Đằng sau cái nhà. Kê mình cảm ơn. Ôi, chân ái rồi, chân ái đây rồi. Toilet cỏ quá. Wow. View nhìn kia có một cái hồ. Một cái hồ nước trông ok ấy chứ. Từ lúc mình đến mắt thì quán đông thế này. Bắt đầu có người vào nhầm được rồi đấy. Ở đây có một chỗ đánh đàn nhưng mà không một chỗ đánh đàn nhưng mà lại không có đèn. Không mình cũng xuống đánh vài bài đấy. Cô bú trà. Kêu ngồi dưới tượng. Ôi, cuối cùng nước cũng ra rồi anh em ạ. Chờ khá lâu ấy, mất tầm 5 phút này nước mới ra. Ok, bây giờ mình em sẽ lên đường comeback. Ôi, kết thúc cuộc hành trình. Thế là chuẩn bị kết thúc ngày thứ 2 ở Hạ Long. Anh em mua bia uống xong rồi ngất. Mai 12 giờ dậy trả phòng rồi anh em đi về. Ok anh em ơi, về nhà tắm rửa xong xuôi ra thấy
ông em đã thiết kế xong tất cả của anh. Cuối cùng anh đến thì phải quay máy thôi. Bây giờ 3 giờ sáng mình vừa uống say quá, mình tự nhiên thức dậy thì mấy anh em đạo từ nào quá. Bây giờ ta xem mấy anh em ra mình nhá. Ui đây, trời ơi, chị đổi thiệt. Buồn. Ây á. Lên đi này, chương trình ban đêm. 3 giờ sáng mà mấy anh em vẫn ăn mì anh em ạ. Vẫn là em đây. Ngồi. Anh lọt chọn đấy anh. 3 giờ sáng mà mấy anh em đang ăn mì thôi. Chiếc rồi. Ôi, quái. Xin rồi. Đi nào. Sáng 3. Ê. Chuẩn bị đi về thôi. Bây giờ anh em mình dọn dẹp xong rồi thì sẽ đi ăn sáng. Đi ăn sáng xong sẽ về check out rồi đi đâu sẽ tính tiếp. Rồi lên xe bây giờ sẽ đi ăn sáng, bây giờ sẽ tìm món gì ngon đi tát cho được. Xong rồi, mình em vào quán ăn trước rồi, bây giờ mình em sẽ đi ăn bún chả. Buổi chiều chiến đấu xong rồi anh em, bây giờ đã nghỉ bán rồi. Anh em mình lại về phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Ê, anh chủ căn đang đi check phòng. Check xong thì anh em cũng lên đường thôi. Để đi xin một nơi trú ẩn rồi. Bây giờ tôi lên xe ngủ. Chẳng đi đâu nữa. Sao là sẽ giặc lần ta xuyên một phòng đi. Do đó có nhiều quà rồi. Anh thích của con. Tôi tưởng cái đường u này. Ê, đây rồi anh em ơi, cứu sống này đi. Chả đám được. Anh em đi làm. Anh em đi làm thang rồi. Có cái điếu không có? Từ từ ngồi học cũng được. Anh lấy trong cái điếu. Anh em làm việc là đá nóng không rồi. Bắt đầu đi vào chợ cái răm. Ôi một cái đồ. Chợ ở đây cũng chỉ có chả mực với mực. Ăn lấy hai ngon nữa. Lội vào. Đây. Có hai người ở đây. Viết rồi xong chợ anh có đắt không? Ấy ông, nay anh chủ nhà bảo là thứ mẻ. 100 một cân. Đấy, cá bò 130 này. 208. 100 là được mấy con đấy? 23, 4, 5, 6 con. Đây để cháu đi xem rồi cháu quay lại không? Nhiều lắm. Đi lên trên thôi. Lên trên thì chợ toàn quần áo. À, có đồ ăn này. Con chuối du lịch Hạ Long. Đi xem rồi. Bị trả vòng sớm nha, mấy em vẫn đi chơi nên là hơi mệt. Giờ thuê tạm một cái nhà nghỉ. Vào ngủ một tí. Được quá nhở. 100.000 một giờ. Vẫn, view biển dữ chưa? Vẫn có view biển. Đây là view biển nhà. Ờ nhờ view biển hơi xa thì thôi nhở. View ở đâu thôi. Anh em nhá, bây giờ vào mình sẽ vào quán mì Văn Thắng. Tiện trên đường về thì hãy vào ăn thử. Ngon không? Anh em dừng chân rồi. Ăn mì chọn. Cái vắt mì Văn Thắng không có, phải lấy
Thở ra rồi em ơi. Không tên. Kêu đi. Cứ chóng em. Đến, với em đây. Ăn uống xong xuôi anh em ạ. Bây giờ nước xong rồi đi đường. Kết thúc cuộc hành trình. Anh em mình đang trên đường về rồi nhá. Mình đẹp ấy. Cảnh Linh. Cảnh chiều ấy. Cảnh chiều. Chẳng hết cao tốc rồi anh em ạ. Bây giờ chuẩn bị ra Tiên Yên để về đường đi gặp. Vẫn là 11K. Anh em mình đến Tiên Yên không? Mình sẽ chuẩn bị rẽ vào chợ Tiên Yên để khám phá một tí. Hẹn gặp lại các bạn ở chợ Tiên Yên. Đầu vào chợ Tiên Yên. Chợ đường vào toán học quả trước. Bên bọn mình đang tìm chỗ bán hải sản. Đóng hết cửa rồi ạ. Mực ạ. Vâng. Hết rồi, đóng cửa rồi nhỉ? Ảo thật. À, anh em mình đến hơi muộn các bạn. Đi đường này đi. Anh em mình đến muộn như nào rồi cũng... Cô là toàn được câu con vậy mà không biết. Hải sản hết rồi. Như là thôi. Em 500 mấy. Ôi, còn nhiều tôm lắm mà. Tôm 13 tiền cân ạ. Tôm bán 107. 107 ạ. Quá ngon. Mua đi. Súng nguyên tôm vàng ươm đi, tôm quảng canh. Ồ, em phòng luôn. Đây. Ui, mua gì đen này. Có mua không? Có xem. Mua đi, mua luôn đi. Mực ngon này. Đấy là thuốc tầm mực đi. Tôm đi cháu. Ừ. Ngon đây này. Ngon này còn ánh luôn đi. Vừa bước vào chợ hải sản. Ngon này. Một xem luôn đây này. Ăn 150 con không? Đón xem. Có cái tô. Ui trời ơi, tô bao tiền đấy ạ? Bao nhiêu cơ? 200 một cân. Bây giờ tô này bây giờ để ngày mai ăn được về phải cho xuống nước à? Hay là nhặt? Đá vào cháu này. Chết đá. Nhà để vào tủ lạnh được không nhỉ? Không được không? Tủ lạnh được, nếu ngăn đông thì để đấy mà rồi đã được. Cô? À đấy là con nhãn. Bao tiền một con đấy? Con nhãn này bán 60 nghìn một lạng. 60 nghìn một lạng? Ờ, 600 nghìn một cân. Bây giờ mua hàu về nhưng mà... Cháu ơi, muộn quá, không biết làm cái gì nhá, ăn hàu. Cái chương trình. Cá, đây cá gì? Con đường sắp. Con nào? Không biết để qua ngày được không nhỉ? Để được, cô cho đá luôn, cô vừa mua 2.000 đá vào đây, cô cân rồi. Nhưng mà quay uầy vào vài kiểu liên tục. Thốc biết viral lên. Vừa bị mấy quả các cô bán hải sản dắt cho. Các cô thêm một. Không liên tục không kịp xử lý nhà vẫn phải mua một cái. Nước chảy ra. Mỗi khi anh thấy người ta hay để đây, anh tí sợ mưa đó. Ui nước kinh nét. Chảy căng nét mà. Được. Xe thôi chứ để đâu được. Thế bọn nó toàn để trên đầu ô tô. Đi mua hàng còn ý sắp rơi luôn đấy. Cái của tôi chắc không cần đâu. Tôi 2 tối rồi. Cái này không cần được rồi. Đây cái này anh sợ ướt vali của thằng nào rồi. Nhân là thằng trời cũng tối rồi em ơi. Video mình cũng xin phép kết thúc ở đây á. Anh em mình cũng chuẩn bị về nhà rồi. Để cho là anh không nhận đâu. Em gặp các bạn ở video tiếp theo nha.